Cải tạo tường nhà cũ bị ẩm mốc bong chóc thì nên sử dụng vật liệu ốp tường trần nào vừa rẻ mà lại đẹp. Nếu mà các bác đang băn khoăn không biết dùng loại vật liệu nào cho hợp lý thì hãy tham khảo phương án cải tạo nhà với tấm ốp nhựa BC Nano, một trong những dòng vật liệu được đánh giá cao về tính thẩm mỹ. Nó không chỉ giúp cải tạo, sửa sang lại nhà một cách nhanh chóng mà còn lại vô cùng tiết kiệm chi phí. Như ở trong video này thì các bác có thể thấy là tường và trần của ngôi nhà này đã bị xuống cấp trầm trọng, không những bị ẩm mốc, ố bẩn mà còn bị bong chóc, cái lớp vữa chát, rất là mất thẩm mỹ và ảnh hưởng đến sức khỏe. Nội thất Taka đã sử dụng tấm ốp nhựa PVC Nano để ốp cải tạo lại toàn bộ trần và tường của căn nhà này. Vì diện tích vốn có của các phòng nó không quá rộng nên phần trần đều được thiết kế làm là trần phẳng bằng tấm ốp nhựa PVC Nano màu trắng để tạo nên không gian rộng và thoáng hơn. Còn phần tường thì vì nhà có trẻ nhỏ nên là gia chủ đã lựa chọn sử dụng tấm ốp nhựa PVC Nano màu trắng vân đá hồng để ốp lại toàn bộ tường của các phòng, vừa hợp tông giữa trần với tường mà lại vừa tạo được điểm nhấn cho không gian. Nhìn nhà mình sau khi cải tạo xong mà anh chị chủ nhà còn phải bất ngờ mà nói rằng có 3 ngày thi công mà nhà cũ thành nhà mới như thế này thì biết thế mình đã làm sớm hơn chứ không để giờ mới làm. Đẹp thật! Điểm nổi bật nhất của dòng sản phẩm tấm ốp nhựa PVC Nano ốp trần ốp tường này đó chính là giá thành hợp lý, thi công nhanh chóng mà không phải đụng chạm đến kết cấu của ngôi nhà. Tấm nhựa PVC Nano là sản phẩm có khả năng chống ẩm mốc, chống thấm nước 100%, đảm bảo nhà của các bác lúc nào cũng khô thoáng và sạch sẽ. Hơn thế nữa, sản phẩm còn là dòng chống cháy lan, chống bắt lửa, giúp giảm thiệt hại khi chẳng may có sự cố xảy ra. Sử dụng tấm ốp nhựa PVC Nano để cải tạo nhà thì các bác chỉ phải cải tạo một lần mà dùng cho mãi về sau và không phải sửa chữa lại. Bởi dòng sản phẩm này có tuổi thọ rất là cao, có thể lên đến 20 năm mà không bị bay màu, không bị bong chóc, giúp ngôi nhà luôn giữ được vẻ đẹp sang trọng như mới thi công. Nếu vấn đề về mùi nhựa làm các bác lo lắng thì hãy yên tâm rằng là tấm ốp nhựa PVC Nano tại kho của Nội thất Taka không hề có mùi. Cốt nhựa thì trắng nên là rất an toàn cho sức khỏe. Các bác đang có nhu cầu mua vật tư hay là cần thi công trọn gói thì hãy liên hệ đến số hotline của Nội thất Taka hoặc để lại bình luận ở bên dưới của video này để tư vấn viên của Nội thất Taka có thể tư vấn chi tiết nhất cho các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hãy nhấn like và nhấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều hơn những video tiếp theo của chúng tôi. Nội thất Taka mang tinh hoa đến mọi công trình.